bãi chim sinh sản ở khu A2, vườn quốc gia Tràm Chim rộng gần 20 hectare. Đến đó, du khách phải mất hơn 20 phút đi bằng tắc tráng, len lỏi dưới những tán rừng tràm ngập nước. Đến gần bãi chim thì phải tắt động cơ, bơi xuồng vào để tránh ồn ào, ảnh hưởng đến các loài chim để chúng không giật mình bay đi. Đến nơi, du khách sẽ lên đài quan sát, tận mắt chứng kiến rất nhiều loài chim như còng cọc, điên điển, cò ốc đang làm tổ trên những ngọn cây tràm để đẻ trứng. Không những vậy, du khách còn được chiêm ngưỡng cảnh chim bố mẹ đang chăm sóc mớm mồi cho chim con. Thời gian tham quan đẹp nhất là vào buổi sáng, khoảng từ 6 đến 9 giờ, hoặc buổi chiều từ 15 giờ đến 18 giờ thì sẽ nhìn thấy nhiều chim hơn. Vào đến nơi thì cảm giác rất là thích thú, tại vì như hiện nay bên ngoài môi trường tự nhiên á, thì không có thấy chim được nhiều mấy, lâu lâu mới thấy được một hai con thôi. Lúc mà ở trên đài quan sát để ngắm á, thì rất là nhiều. Mình thấy đâu chừng cũng khoảng vài hectare. Bạn hướng dẫn viên trong đoàn giới thiệu á, nó là điên điển, rồi chim còng cọc và có cả những con cò ốc. Sau cái chuyến tham quan này thì chắc hẳn là mình sẽ giới thiệu với những bạn bè, những đồng nghiệp làm chung với công ty cơ quan để bạn đến đây tham quan và được thưởng thức phong cảnh cũng như là về lại chốn bình yên. Lần này đi thì thấy nước nhiều, thấy thích hơn. Mấy lần trước ít nước. Thơm, có mùi thơm tràm, rồi chim bay thấy cũng vui. Thấy thoải mái, tinh thần thoải mái, vui. Ở Sài Gòn thì không có cái khung cảnh như vậy. Về đây thì thấy nó mát mẻ, rồi để nó tinh thần nó thoải mái. Theo ban quản lý khu du lịch Tràm Chim, tuyến tham quan này sẽ được mở cho đến cuối năm. Tham quan bãi chim sinh sản không chỉ giúp du khách được tìm hiểu cuộc sống của những loài chim, động vật hoang dã, mà còn qua đó góp phần chung tay bảo vệ chúng ở môi trường tự nhiên.